Anh có biết người này không? Đúng rồi, chị này chốt căn penthouse ạ. Anh có thêm thông tin gì nữa không? Chị này còn giới thiệu với em là chị làm quản lý hoa hậu người mẫu gì đó. Khi xem xong hồ sơ thì chị ký luôn và yêu cầu là phải đặt cọc luôn ạ. Tiền tươi luôn anh ạ. Một số tiền khổng lồ đấy. Nhưng chắc chắn không đủ để mua số bất động sản này. Đúng vậy. Rất nhiều bất động sản đứng tên hai người này. Tên Trường đang sử dụng bãi cát như một tấm bình phong để che chắn cho nguồn gốc bất chính của tài sản mà hắn đang sở hữu. Dạ, thưa các anh, em chỉ là nhân viên làm việc môi giới bất động sản. Em đang làm việc ở tập đoàn Thiên Thanh ạ. Chúng tôi biết rõ về nhân thân cũng như công việc của anh. Chúng tôi muốn hỏi anh về một số thông tin của khách hàng nữ tầm 35 đến 40 tuổi. Hôm trước có gặp anh giao dịch để mua bán căn penthouse. Anh có biết người này không? Đúng rồi, chị này chốt căn penthouse ạ. Anh có thêm thông tin gì nữa không? Chị này còn giới thiệu với em là chị làm quản lý hoa hậu người mẫu gì đó. Khi xem xong hồ sơ thì chị ký luôn và yêu cầu là phải đặt cọc luôn ạ. Tiền tươi luôn anh ạ. Cảm ơn anh đã hợp tác với cả chúng tôi. Chúng tôi chỉ muốn hỏi anh một số việc như vậy, chứ không có vấn đề gì khác. Anh cứ yên tâm nhé. Dạ vâng ạ. Em xin phép và em chào anh ạ. Em cảm ơn ạ. Mời anh. Dạ, em xin phép ạ. Chào anh. Thế là rõ rồi. Chị, đây là thống kê thu nhập của Phấn từ nghề quản lý người mẫu và nghề đào tạo ứng viên hoa hậu. Trong đây cũng có một phần thu nhập không nhỏ từ sới bạc chui của cô ta. Còn đây, theo điều tra thì cơ sở kinh doanh của Phấn ngoài quán bia ở tại địa phương để che chắn cho sới bạc thì còn có một nhà nghỉ hạng chung ở quận Tây Đô. Như vậy, việc Phấn có tiền để đầu tư bất động sản là không phải không có cơ sở. Vâng. Cái căn penthouse mà cô ta vừa chốt chỉ là một trong 15 bất động sản mà cô ta đang sở hữu. Một số tiền khổng lồ đấy. Nhưng chắc chắn không đủ để mua số bất động sản này. Đúng vậy. Rất nhiều bất động sản đứng tên hai người này. Tên Trường đang sử dụng bãi cát như một tấm bình phong để che chắn cho nguồn gốc bất chính của tài sản mà hắn đang sở hữu. Dưới vỏ bọc là để bao nuôi Bùi Nhí. Hắn ta vẫn tuồn tiền ra cho Phấn để Phấn đầu tư vào bất động sản. Khi mọi sự chú ý của chúng ta đổ dồn vào hắn ta thì Phấn vẫn ngang nhiên tiếp tục hoạt động thoải mái hơn. Tiền luôn có dấu vết. Từ ngày mai, hai đứa thay nhau bám sát chặt chẽ cô ta cho chị. Rõ. Đó.